Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AKOI và ông Mike 63 sẽ giới thiệu anh em một con game mobile vừa mới ra mắt tại thị trường Việt Nam có tên gọi là Hải Trình Đại Chiến, một tựa game có chủ đề One Piece, một trong những bộ manga và anime rất là nổi tiếng tại thị trường Việt Nam cũng như quốc tế. Thì tựa game Hải Trình Đại Chiến này đã có mặt trên Google Play và iOS thì các bạn sẽ lên trang chủ để tải con game này nhá. Mình nghĩ là do vấn đề về bản quyền nên nó sẽ rất là khó để lên App Store. Bỏ qua vấn đề đấy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào game và khám phá Hải Trình Đại Chiến là để xem là con game này có gì đặc biệt hay không. Nói thật đấy anh em là mình chưa tìm hiểu nhiều về tựa game này đâu. Nên là thực sự là mình rất là tò mò nhá. Các bạn sẽ được gặp lại rất là nhiều những nhân vật ở trong One Piece, chắc chắn rồi. Rồi về cơ bản thì Hải Trình Đại Chiến này là một con dạng game nhập vai thể tướng có đồ họa 2D và game đánh theo lượt cho mọi người nhá. Đây, các bạn sẽ được gặp lại rất nhiều nhân vật. Có Nami, Usopp các kiểu này. Nhưng mà nhân vật chính Luffy của chúng ta đâu nhỉ? Đấy, con đấy là nhân vật nó sẽ lần lượt chiến đấu. Game thì có đồ họa theo kiểu style manga 2D thôi, không có gì quá đặc biệt. Đấy, sử dụng các kỹ năng chiến đấu này. Game này là game thẻ tướng nhá mọi người nhá. Hải Trình Đại Chiến Mobile là tên gọi của game này. Android dễ hơn, các bạn để lên Google Play ấy, đánh chữ Hải Trình Đại Chiến là nó sẽ ra để các bạn tải thôi. Đấy, bạn thấy là phần đầu game nó giới thiệu cốt truyện, giới thiệu nhân vật, giới thiệu lối chơi ấy. Kỹ năng chiến đấu rất là hoành tráng luôn. Nhưng mà âm thanh nghe hơi đau đầu ấy anh ạ. Game này nó làm là tiếng chiến đấu ấy, nghe hơi đau đầu, nó bị lẫn tiếng với nhau ấy. Và mình chưa thấy có phần kiểu giọng voice của nhân vật. Không biết anh em cảm thấy như nào, mình thấy nó hơi bị đau đầu một tí. Cái phần kỹ năng, cái phần âm thanh nó bị tiếng nó bị loạn ấy, nó không nghe không hay lắm. Rồi, chúng ta sẽ tạo nhân vật nhá. Đây, hết chiến đấu rồi mà tiếng nó vẫn còn này. Có vẻ như là game nó sẽ cũng có khá nhiều lỗi đấy. Rồi, chúng ta sẽ đặt nhân vật sói bạc. Và các bạn hãy chọn hình tượng Luffy hoặc là Nami nhá. Cái này là hình đại diện thôi, không quan trọng đâu. Và các bạn sẽ chọn tướng. Các bạn sẽ được chọn một trong ba tướng Sanji này, Tân Thế Giới này, Usopp này và Franky. Tùy anh em, mình sẽ chọn Sanji đi, bắt đầu hành trình. Đấy, ban đầu các bạn sẽ được tặng một nhân vật miễn phí nhá. Lại thêm một nhân vật mới này, Neko Mamushi. Rồi, chúng ta sẽ có phần hải trình. Game thì là game thẻ tướng nên là chiến đấu theo kiểu dạng vượt ải nhá. Cho tướng ra trận này, tối đa sẽ là 6 tướng ra trận anh em ạ. Game này thì tối đa 6 tướng ra trận. Hiện tại thì chưa mở auto nên là mình sẽ phải chiến đấu bằng tay. Đấy, lựa chọn kỹ năng. Trong mỗi lượt đánh thì mỗi nhân vật thì nó có 3 kỹ năng, thì các bạn sẽ lựa chọn kỹ năng để chiến đấu. Và nó sẽ có sự khắc chế nhá. Game này có yếu tố khắc chế. Chống đỡ này. Nó khắc chế theo kỹ năng à. Đấy, chọn kỹ năng tấn công này. Được cái là hiệu ứng kỹ năng chiến đấu game này khá là ấn tượng anh em ạ. Rất là hoành tráng. Đây là kỹ năng đặc biệt đúng không? Kỹ năng thứ ba là kỹ năng đặc biệt này. Và nó sẽ có một cái đoạn cắt cảnh như này. Cũng khá là hay. Cái này thì đúng là sẽ thu hút anh em bạn nào mà fan của One Piece đây. Rồi, về giao diện chính chúng ta sẽ có tính năng triệu hồi. Đây, rút thẻ gacha. Lại được rút thẻ miễn phí một lần này. Pedro. Tí nữa mình sẽ xem phần tỷ lệ quanh tướng nhá. Cho vào đội hình mới này. Chúng ta sẽ tự động sắp xếp đội. Như vậy là cái con Hải Trình Đại Chiến này có lối chơi rất quen thuộc dòng game thẻ tướng thôi. Cũng rất là dễ hiểu, để ai cũng để chơi được ấy. Quan trọng là mình nghĩ bây giờ là các bạn sẽ quan tâm đến tỷ lệ chiêu mộ và danh sách nhân vật của game này. Những nhân vật ở trong One Piece, ở trong con game này ấy, thì có nhiều không? Đây, chọn kỹ năng chiến đấu này. Chưa mở auto anh em ạ. Đấy, vượt ải cốt truyện 1-2 để mở khóa X2 tốc độ như auto. Như vậy là game này nó khắc chế theo kỹ năng rồi. Khi các bạn lựa chọn kỹ năng thì nó sẽ hiện chữ khắc chế là kỹ năng của bạn khắc chế này. Đó. Đó, thì nó sẽ hiển thị cho mọi người biết là cái kỹ năng đấy có khắc chế đối thủ hay không. Thì nó sẽ gây thêm sát thương ấy. À, bị chống đỡ tức là mình, cái kỹ năng của mình sẽ gây ra hiệu quả thấp hơn. Ok, đấy cũng rất là dễ hiểu thôi anh em ơi. Đấy, khắc chế đối thủ sẽ gây, đó, nó sẽ ghi là hiệu quả cao, tức là các bạn sẽ gây thêm sát thương cho kẻ địch ấy. Thế nhưng mà sau này mình nghĩ là toàn anh em cũng auto hết rồi. À, cũng có voice tiếng Nhật này, voice của nhân vật anh em ạ. Rồi, hoàn thành. Đấy, các bạn thấy là các tính năng ấy nó sẽ mở khóa dần dần nha.
Đấy, đã chơi qua phần hướng dẫn thân thủ rồi, rất là nhanh thôi, bởi vì là thực sự game này nó rất là đơn giản đấy. Nhận quà này, đăng nhập nhận quà được tướng, vé quét tướng miễn phí này. Đây là các cái ưu đãi game nhá. Game này thì cũng có code nhá mọi người nhá. Game sẽ có code chung đấy, mình chưa biết nhập code ở đâu. Chắc là trong phần đây là phần VIP game thì cũng chắc chắn là sẽ có tính năng VIP rồi. Đây là quà nạp đầu này, các bạn này nạp đầu để nhận tướng miễn phí nhá. Chắc code ở trong phần phúc lợi này, các bạn sẽ vào phần phúc lợi. Tiệc anh hùng này, quà cấp độ. Mình tôi thật với anh em là mình chưa biết nhập code ở đâu cả. Thường nó trong phần cài đặt hoặc là phần phúc lợi cơ, nhưng mà mình chưa thấy. Đây là phần bạn bè này. Đó, các bạn thì thêm bạn thì chắc là tặng thể lực cho nhau. Bang hội này, để đấu trường này, chúng ta sẽ có phần đấu trường. Rất nhiều đấu trường khác nhau. Đấu trường thường này, đấu trường Corrida này, bang hội chiến này, đấu trường Corrida liên server này, so tài đỉnh cao liên server này, đấu trường PvP liên server này, hỗ trợ liên server. Game này rất nhiều hoạt động liên server nhá. Hay đấy. Game này thì về mặt tính năng hoạt động mình thấy là ok. Đây, phần rút thẻ chúng ta sẽ có rút thẻ bằng vàng, phần thưởng. Nó có ra mảnh tướng đấy. Ở đây game này nó không hiển thị tỷ lệ quay tướng nhá mọi người nhá. Nên là mình không biết anh nào. Đây mình sẽ quay bằng vé này, hoặc là các bạn để quay bằng kim cương. Ra một tướng SS, mình sẽ bỏ qua nhanh nhá. Đó, được chỉ được một tướng 4 sao thôi. Tướng đỏ 4 sao thôi cũng được rồi. Ta sẽ có phần danh sách nhân vật ở đây. Danh sách nhân vật, ok. Đây là phần đội hình này, tự động sắp trận này. Đó, mình nó sẽ ưu tiên. Các bạn nên sử dụng cái tự động sắp trận này này, nó tiện dã man luôn. Rồi mình có thể phần rèn luyện này thì chúng ta có danh hiệu hộ chiếu thiên phú chiến hạm này. Đây là bảng nhiệm vụ nhá. Nhiệm vụ chính sau này nó mở nhiệm vụ hàng ngày hết thứ nữa. Đấy, rồi chúng ta sẽ... Mình đang chưa biết chỗ nhập code anh ạ. Đây, chắc ở đây. À đây, các bạn cần phần cài đặt nhá. Có phần git code này này. Thì sẽ có một số code chung như kiểu Nami 999. Các bạn nhập vào. Hình như phải viết hoa. Nami 999. Code thì các bạn sẽ viết hoa nhá. Code thứ hai đó là Hải Trình. Mình có 3 code chung thôi. Thật ra cái lúc mà các bạn đăng nhập vào game ấy, nó sẽ hiện cái code chung này rồi. Code thứ ba là Tân Thủ. Đó. Thêm code nào mới thì không, mình không rõ, các bạn có thể lên fanpage để game để lấy nhá. Tự động sắp xếp này. Đó. Và có phần anh hùng thì các bạn có thể nâng cấp các cái nhân vật của mình lên. Chúng ta sẽ có các tính năng nâng cấp như kiểu nâng level này. Rồi, tiếp tục nâng level. Cấp nhân vật thì không vượt quá được cấp nhân vật chính. Mình chưa được, mình đăng nhầm nhân vật rồi, không sao. Đúng không nhỉ? Phần đội hình này. Đó, mình đang để tự động sắp xếp chiến đấu ấy. Mình nghĩ là các bạn nên để tự động ấy. Rồi các bạn nâng cấp theo thôi. Đây, chúng ta sẽ có phần các phần như kiểu học nâng cấp kỹ năng này. Đấy, bao gồm kỹ năng chiến đấu, rồi kỹ năng bị động, sách hướng dẫn chiến đấu. Cái game này nó sẽ hướng dẫn rất là kỹ cái phần chiến đấu này nha. Rồi các bạn để có mảnh tướng thì các bạn để nâng sao lên này. Đây. Chúng ta sẽ đi xác nhận nâng sao lên. Và nâng sao ấy thì nó sẽ tối đa là 12 sao nhá. Và nó cộng thêm các cái chỉ số như này. Wow. Game hay đấy. Mình thấy là game hay. Mình nghĩ là fan One Piece sẽ thích game này. Ngoại trừ việc là nói chung là có hạn chế duy nhất là các bạn iOS ấy, các bạn phải lên trang chủ tải game, không tải trực tiếp từ App Store thôi. Game này thì phần tính năng và hoạt động rất là đa dạng nha. Cảm thấy chơi rất là thú vị đấy. Lúc đầu mình tưởng nó hơi nhạt nhạt một tí, nhưng mà thật ra thì nó rất là thú vị. Đấy, không biết anh em cảm nghĩ nào, nhưng mà mình thấy rất là ok. Nhận thưởng này. Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu vượt ải và xem đội hình mới của mình thôi. Rồi, tiếp tục nha. Ta sẽ nâng cấp khắc chế này. Bây giờ, mình mở tự động nhé. Đây, mình sẽ mở tự động chiến đấu nhé. Cho nó rảnh tay hơn. Đấy, các bạn thấy không? Rất là rảnh tay luôn. Rồi, tiếp tục nha. Bây giờ có tăng tốc và rảnh tay rồi. Các bạn thấy là tốc độ sẽ nhanh. Level 20 thì sẽ mở tăng tốc x3 nhá anh em nhá.
Đấy, và chúng ta tiếp tục chiến đấu thôi. Về cơ bản là cái con hải trình đại chiến này là game thể tướng, đơn giản như vậy. Nhưng mà mình thấy là game nó rất là tính năng, rất là đa dạng. À, bỏ qua này. Đấy, hiệu ứng hình ảnh, các thứ chiến đấu đẹp đấy, không phải đùa đâu. À, không biết tắt có tắt được cái phần animation kiểu lúc nhân vật ra từ chiêu nhỏ, chắc là thôi cứ kệ để đấy, cũng khá là đẹp. Cái này đúng là game này sẽ phục vụ cho bạn nào fan One Piece rồi. Đấy, con game này nó mới ra nhưng mà mình thấy cũng rất là đông người chơi. Thì bạn nào mà quan tâm là một fan của One Piece ấy, thì mình nghĩ là các bạn nên tải và chơi thử con hải trình đại chiến này. Game cũng khá là thú vị. Cảm ơn anh em đã theo dõi bên này của Sói Bạc nhé. Bạn thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh Akobi của anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobile, có mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi, qua tới thế cao cho nhiều quá đi. Vậy